từ xuống thôi con. Đi từ từ để té nha. Rồi hôm nay bé Min đến di tích gành đá dĩa Phú Yên để tham quan nha cả nhà. Đi tiếp 1 km nữa. Rồi 200 đứa đi ra đây coi gành đá dĩa nha.
con phải luôn dai đâu đội nóng mẹ không đội mẹ mẹ cũng đội nóng chết nữ giờ rồi chẳng bắt đã lạnh chết nhìn nó ơi dừng chừng nào mới mới mặc đồ màu đen đó mấy đứa mặc á tụng 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 không biết có đem đồ đen đi nữa bạn sẽ đến điểm đến của mình. Đậu xúc cát cho nó, lấy đậu xúc cát cho nó. Biết coi xuống dưới cát. Thấy người ta cũng có bán kìa. Em dài chắc là phải cứ cứ hai. Bên kia là biển á, thấy biển chưa? Biển này giá rồi. Trẻ em miễn phí. Trẻ em miễn phí. Ba trẻ ba người lớn. Đây. Vé 40. Trẻ em được miễn phí. Đây. Cho 20 vé 40.000. Đây. Ha. Bên mình đâu có ở đâu. 40.000 vé hả? Đi đây kìa. Đi đâu mẹ? Ghế đâu, ghế đâu? Con ngựa kìa bà bắt. Không, con ngựa. Con ngựa kìa. Ngựa kìa bơ. Con ngựa trong đó kìa. Ngựa kìa. Nhìn đá dĩa. Nãy con ngựa thiệt á. Ừ, ngựa thiệt á. Dạ. Cái ngựa đá hay vậy? À, ngựa đá bà thấy không? Nó bị cột đầu. Mẹ đi cái này trước có tắm không? Ừ. Chắc có á. À, ô ở đây mình đã nghe tiếng cồng chiên, ở đây có biểu diễn văn nghệ cồng chiên gì đó. Mẹ ơi, mừng đi cái này trước cái mừng mới tắm rồi mẹ. Ừ. Thì mình đi vô trong đây nè. Mình tham quan, tham quan được con có thích tắm thì con tắm. Có ai dẫn con? Con lớn là tự tắm đi. Tắm ướt đồ cháo rồi lên xe, đổ đầu rồi. Có đầu hai mà khách thì cho anh tắm cũng được. Có đầu với có khăn mà. Wow, cánh đồng hoa sao nhái hay hoa gì kìa, mẹ đã phát hiện một cánh đồng hoa. Ừ. Ồ. Đó. Đây là mẹ cánh đồng hoa đẹp quá à. Mẹ cánh đồng hoa kìa. Ừ, nắng hả? Nè cánh đồng hoa nè bơ. Không cánh đồng hoa đâu. Đúng rồi.
đèn đá nè. Ê, coi nghĩ gì biểu diễn nghệ thuật con. Hãy vô đây coi biểu diễn nghệ thuật xíu không? Đây xong rồi. Hết đèn rồi. Hết đèn rồi. Ồ hay quá. Đèn hay quá. Ơi, quay kìa, quay kìa. Trời ơi. Ôi giời quá trời luôn, có ra có xe bột ngày xưa. Ô đàn hay quá à. Quay cái bản hiệu vậy. Chút mình ra đây mình chụp hình nè. Đặc sản có xài ở đâu rồi quá trời rồi đó. Ở đây lưu nữa nè. Hoa vàng cỏ xanh. Đứng vô chụp luôn cho. Chụp đây nè. Lấy cái bảng ra nè. Thôi quay bắp lại, quay bắp lại. Mẹ ơi, chị con đi cầu không? Ừ. Đi cầu nè mẹ. Hơi nắng, hơi chói. Rồi. Đứng đứng đây. Thôi. Chờ đứng giải lộn đứng đứng xích đây miếng thôi. Sập hả con? Đứng xích miếng thôi, đứng ra đó miếng thôi miếng. Lung lay rồi đó. Giải cho bẩm. Đứng xích ra đó thôi. Thôi. Thôi đi qua đây. Má lên đây. Thôi đi đây. Rồi đứng đây à, quay lại quay lại. Xinh quá. Rồi đi từ từ xuống thôi con. Đi từ từ để té nha. Rồi hôm nay bé Min đến di tích gành đá dĩa Phú Yên để tham quan nha cả nhà. Mẹ chụp, chụp hết đúng không? Rồi. Rồi bỏ chân xuống đi, bỏ chân xuống đi. Rồi để lại. Để tay thôi, để tay thôi. Để xích xuống, để tay xích xuống một xíu. Ừ. Rồi. Xuống rồi cả nhà. Chụp con mẹ. Đây là sư sở hoa vàng trên cỏ xanh. Chụp con đang đi nha. Ok. Để mình chụp ảnh lấy cái vô mà. Gần đá. Đĩa. 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 Đĩa.
Rồi. Rồi. Đi mình vô đi chút mình ra. Đi đâu vậy? Đi đi xuống xuống biển á con. Nói này là đi xuống biển nè. Bây giờ đi biển. Ừ, ở dưới đây có biển nè. Nhưng mà cũng có đá nhiều lắm, đi cẩn thận té á, nghe không? Hồi nãy nha. Hồi nãy có cái chỗ rồi coi. Chỗ có biển. Coi có cấm không? Có cấm thì cấm, còn không cấm thì coi. Thấy người ta cũng có bán đồ xúc cát á, nên mẹ mới kêu cha lấy đồ xúc cát cho Min. Mà mình mua rồi. À mình mua rồi. Mua rồi không Vương? Mua hoài mai mốt mốt nhiều két quá giữ không được, mắc kia hết luôn. Mua một cái thôi giữ được rồi, mua gì hai cái giữ đây. Hello, giờ mình đem đi biển nha, mình xuống biển. Ở đây rất nhiều đá mà các bạn sẽ đi cẩn thận thôi nha các bạn. Đúng rồi, rất nhiều đá, đi cẩn thận thôi. Wow, đá dĩa dưới kìa. Ờ, có chỗ tắm nhưng mà coi chừng nó trôi mấy đồ chơi con ra biển luôn á nha. Từ từ đó, mình ví dụ mình tắm thì mình tắm sát cái cục đá thôi. Đây mẹ cầm con nè, mẹ dẫn con. Từ từ đi từ từ nha bơ. Không có két, ở đây toàn đá. Không có két. Từ thôi. Đất này đi hăng say quá. Wow, cái lối đi xuống rất là cao luôn nha cả nhà. Có tàu thuyền nè. Đã quá, đẹp quá. Cắm thôi mẹ ơi. Không có xúc cát. Đây có cái nhà. À. Đây có. Đây. Mình đi xuống là nhiều đá. Đá nhà này. Núi đá. Trong màu đen. Đây, đá đĩa đây. Những cái đá hình lăng trụ. Cắm được con mèo. Hình khói đó. Đường kia nó đẹp lắm. Dạ. Cô chụp ảnh là cái niệm đi, cô vào một cô. Cảm ơn chị. Bà đâu à? Đi từ từ thôi nha, bác. Mẹ mình muốn tắm mà mình sẽ vô biển. Đứng đây cho chụp hình nè, đứng đây chụp hình nè. Cầm giùm đi cha. Ý, cầm giùm mày để đàng hoàng. Tắm được cái đi ra cầm giùm em. Tắm cũng được đó, lận mấy cái bìa đó tắm ra. Cho mẹ. Dựng bắp nha mẹ. À. Góc này đẹp hơn, góc này nó người không à? Đúng người không? Hãy cha đi xuống à kìa. Như thế nè. Đi xuống dưới không mẹ? Đây. Nắng không? Ở đây giờ tắm hơi nắng á. Giờ nắng quá sao tắm? Xuống. Từ từ bắp ơi, từ từ bắp ơi. Rồi, Min xuống. Rồi. Bắp. Dắt cái xuống. Nhiều đá quá. Nhiều
nhiều đá lắm. Mình thấy đây là mình chụp qua đây. Ở đây mình chụp thấy cái này đâu có đẹp anh. Qua đây nè, chụp thấy bên đây này không? Chụp lấy cái góc bên đây nè. Chụp con đi. Rồi chị hai ngồi lên cục đá đi. Ngồi cục đá đi. Dưới mình có bãi biển đấy. Bên kia mới cát kìa. Muốn cát bên đó có cát kìa. Mà hơi xa. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. Thank you.
Đây, mẹ dắt bơ nha. Rồi, gia đình mình đi tham quan gành đá đĩa Phú Yên xong rồi cả nhà. Bây giờ thì let's go, tiếp tục chuyến hành trình tiếp theo nha cả nhà. Bye bye cả nhà. Yo, I think about others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth.